Sau khi điều chỉnh giá xăng dầu ngày 1 tháng 3 năm 2022, mặc dù không còn căng thẳng nguồn cung như trước, thế nhưng nguồn hàng thương nhân đầu mối cung cấp chỉ khoảng từ 30 đến 50% sản lượng so với đơn đặt hàng. Để có đủ nguồn hàng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tìm nhiều nguồn cung khác nhau. Đôi lúc vẫn xảy ra thiếu hàng cục bộ. Qua kiểm tra thực tế của Sở Công Thương và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tại các điểm kinh doanh xăng dầu của quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền vào sáng nay 4 tháng 3, hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng dầu tuân thủ về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không có hiện tượng tăng giá, găm hàng, đăng ký thời gian bán hàng. Theo các điểm kinh doanh, với mức chiết khấu từ 50 đến 200 đồng một lít xăng dầu như hiện nay, việc kinh doanh đang trong tình trạng lỗ vốn khoảng 300 đến 500 đồng một lít. Tuy nhiên, các đơn vị cũng cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Được biết, khoảng một tuần nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhận được công văn của một số thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố, phản ánh khó khăn trong việc tìm nguồn cung xăng dầu và hiện không mua được xăng dầu từ các thương nhân đầu mối, dù có ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, dẫn tới việc không có nguồn hàng để cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối. Từ phản ánh trên, Sở Công Thương đã có công văn gửi các thương nhân đầu mối, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các hợp đồng cung cấp xăng dầu đối với các thương nhân phân phối đã ký kết, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động tiêu dùng và sản xuất kinh doanh, tránh gây tâm lý hoang mang đối với doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.